chê nái nái một túi vô lương này đó. Chà bá lương luôn. Gùa này gùa hình như gùa nắp á, cái gồ khủng hoảng. Dạ đời sống giả xin kính chào quý cô chú anh chị cùng bạn ạ. Dạ buổi sáng ngày hôm nay đời sống giả đi thăm 12 con ngột trong mấy cái đám lùng, mấy cái đám chàm, đám gừng, đám ruộng bỏ hoang á cả nhà. Hiện tại giờ chạy tới đây thì có cái chướng ngại vật rồi. Mình cũng gửi lời chào quý cô chú anh chị cùng bạn. Chúc quý cô chú anh chị bạn được nhiều sức khỏe, thuận lợi, may mắn thành công trên mỗi lĩnh vực nha. Dạ sau đây là đời sống giả mời quý cô chú anh chị cùng bạn trải nghiệm cùng đời sống giả đi thăm 12 cứu. Bây giờ mình đi thôi cả nhà ơi. Cái chướng ngại vật đầu tiên của mình á, sợ dữ luôn. Vô cái nhà bỏ hoang bên trong nữa. Đây, tốt bên trong đây luôn. Để mình thăm cho cái nhà xem nhé. Trời ơi luôn. Lưng còn nè cả nhà. Gùa nữa nè. Trời ơi lưng bự quá. Quá trời bự luôn. Ngon nè, cái này ngon nè, thêm con gùa nữa. Cái này vô mánh nè, mình lấy lại cho cả nhà xem. Đây hồi nãy hơi con. Đầu kia không có, đầu này có ngon nha. Lưng bự hết. Túi gì chất lượng luôn. Quá đã. Đây mình coi. Nè, lương nè. Đó. Chà bán lương luôn. Đã. Lương bự. Này vô mánh nè. Cái túi này là được gọi là vô mánh. Tại túi này con lươn này cũng khoảng 700g có, với thêm gùa nữa. Nên mở ra. Đây gùa nè. Gùa này gùa hình như gùa nắp á. Đụng cái là nó sẽ thụt đầu nó lại nè. Đầu thụt lại. Không thấy đầu đít gì hết á. Gùa này người ta kêu chắc gùa nắp. Gùa nắp. Nhìn dễ thương, nó giống như cái đồng tiền vậy đó. Đồng tiền mà của mấy người người bên Trung Quốc. Đồng tiền xưa á. Thấy cưng quá. Để chắc nuôi quá. Một con.
tại vì mình bắt về cho nó không có chạy con lươn nó nhớp á, mình phải bắt về nè nó mới chắc ăn. Tại ăn lươn này 7-8 lạng con, vậy mà nó còn quậy, con này 7-8 lạng con nè, thôi một chút ra mới cái gô cái sặc lươn, túi này ngon quá. Để bảo toàn tỷ số thì mình sẽ phành cái lưới này bự ra nè, mình chút nó sẽ lọt hẳn vô cái túi này luôn, nó không có rớt ra ngoài. Nhiều lúc mình đem mấy cái thao, đợt trước mình đem mấy thao á, cái nó chèn rớt ra ngoài hết trơn, nó nhảy nữa, một số con nó nhảy rớt ra ngoài. Túi này đầu kia thấy chắc lết, tính là tiêu rồi. Ở đầu này ngon, đầu này chất lượng. Ồ, thánh thần ở con lươn ngon quá tuyệt. Nước này chắc nó vô trời mưa hôm qua nó ngợp nè, cơn mưa hôm qua cũng lớn. Mà chết là khô rồi. Còn con rắn chung còn sống thì mình bắt bỏ vô túi lưới trước đi. Cái loại này nó hay lắm, lùn dữ lắm. Người ta còn kêu là gắn này gắn hai đầu, gắn chung cũng là nó, gắn hai đầu cũng là nó luôn. Trời ơi, nó lâu chín một cái giờ chết luôn. Là lươn, lươn chết bêu một con. Con là bự cho bá luôn. Hai con. Ba con lươn luôn.
đau lòng. Chết rồi. Chết luôn, cũng quá chỗ, bụi chỗ á. Chết làm khô. Này mình phải chung vô mới được chứ đi ngoài khó đi nữa. Chê, nái nái con gô cũng bự nữa. Chê cái rô phải cái lóc đỡ quá, cái sạc tháo ra bỏ vô. Khủng hoảng luôn, tin mấy con siêu to siêu khổng lồ. Chút nha. Một túi luôn. Đây có gì đặc biệt đây? Cho cả nhà xem luôn. Đó. Quá đã. Cái gô gai. Cá bự chưa? Đã. Mấy anh em đi câu mà gặp con cá rô này thôi, giật sướng tay. Thì mấy cá chê nữa nè. Giờ mình đổ qua. Đổ vô bao đi. Mấy cái nó là giá trị nó không cao, nó rẻ tiền. Còn như lươn gắn mấy cái giá trị cao thì sẽ bỏ vô cái túi lưới để phòng bị. Còn thà khi mình nó nhảy.
đám này con quá trời luôn, hôm nay không có lương. Nhảy vô đây phải có lương luôn chứ. Không có, không hiểu. Trúng mánh cá chê. Còn lươn sống nữa cả nha, có lươn sống may quá, còn được con sống đây. Đó. Để em mở nè, chỗ nào mát mát á, nó kín kín trong quán á thì cá lươn nó vẫn còn sống. Một chỗ nào nắng quá cái làm những ngọt hay sao dễ chết á. Nó hơi khó thấy. Để mình đổ nha. Đặt 12 cái ngọt nè. Mà nếu mà mình đặt trên ruộng á, mình kiếm mà mấy cái đám nào mà giữ nước lại nha, chứ mà mình đặt cạn quá thì nó cũng vô, nó cũng chết queo hết rồi. Thì nói chung sống cũng khỏe vào mùa mưa này nè, đỡ hơn đi làm nhiều. Ngày cũng kiếm được 300. Nếu mà cầm mười mấy cái 12 cái ngọt này. Đây. Để họ lên mình bắt cho cái nhà xem. Ở đây không có tiện bắt. Bắt cái nó nhảy ra rồi xong luôn. Công giá chèn. Ôi chết lươn tiêu. Hai bà con. Chết hết con. Trời mưa lên nước ngập chết. Tại vì không có chai, mình bỏ mấy cái cọng cỏ này vô nè, cho nó nổi cái đầu lên, nó không có chìm. Không chết lượt rồi chết hết.
đường này chắc cũng mới chết ao ao. Cái này các bạn 200 gram, để anh đổ cho các bạn xem nữa nha, còn trong đó nữa. Có lưới là nắm mới được thôi. Vô lên đầu đây kìa. Một con lươn gắn này gắn bông súng rồi, bông súng bỏ chết. Lươn cái này nè cỡ 200 gram mà chứ không có bự lắm. Nhưng mà đều đều khoảng mười mấy cái, và lươn nếu mà chạy mười mấy cái lươn chỗ này thì cũng ngon lắm các bạn. Lươn giá trị nó cao, ngày cũng kiếm được 200-300. Gắn không biết còn sống hay chết nữa nè. Xe nằm yêu gu không biết. Còn sống. Gắn còn sống. Gắn này là gắn dây cá. Gắn này không sao, mình có thể bắt tay được. Trời ơi, nguyên
tối giờ không có gì trên trời, có gắn nhỏ xíu à, không được bự nữa. Rồi thất bại cái túi này. Túi này đâu có lủng đâu ta, bộ phép chết. Túi thường thường mấy cái túi không lủng là dễ có cái ngon lắm á, tại có gắn nhỏ, nếu mà nó lủng là nó đã ra rồi, còn này không có lủng rồi. Gắn dây cá về mình có thể nuôi lại được, cái dòng này nuôi cái nó cũng mau lớn. Dì cá tầm này thì mình nuôi được rồi, con này khoảng 300-400 gram cái gì. À, bắt về nuôi chơi. Chuyến đáng vô mắt cay quá. Được túm cái sạc nè. Cái sạc mình bỏ vào đây. Cái sạc này mà muối mặn mặn á, chiên ăn cơm giúp canh khoai mỡ. Ồ, hết cơm luôn. Giờ mình đi xuống ghe. Đây là ở trên mấy cái đống gừng nè, mình đi nãy giờ rồi, đi sóc cá thì nó gà nhớt nó chết hết. Giờ mình đi xuống ghe mình gọng, gọng cá xong mình đi đổ tiếp cho cả nhà xem nha. Vô bao quá mình đi là nó dễ chết cá. Thành thử ra giờ mình đi xuống học á, mình đổ ra học, đổ ra học xong cái mình đi thăm nữa cho cả nhà xem nếu mà tốt. Đây gô khủng hoảng, cái gô nào mà phá nhất con cá này, quá trời bự con cá. Ui da, cầm đường nào cũng dính cho trời. Cá bự thiệt. Mấy cá chê nè, cá lóc, lóc chết. Để sẵn đây mình gánh mình xô cho cả nhà xem nè. Đây là lùa nè. Đây.
nãy giờ mình đi khoảng 10 cái. Được nhiêu đây? Đổ luôn ra xem đi. Ở dưới thì khó coi, giờ mình đi tới ghe đổ cho dễ coi nè. Đó. Thêm em gắn lên nữa nè. Được cũng ổn nè. Đi nãy giờ nè, nó đuối nè. Nó hơi bị xì xì nè. Tại vì mình đi mình sóc tới sóc lui á. Nó... Đây, có con này khủng hoảng nè. Em này là 700-800 gram nè. Đã quá trời. Sướng. Đã quá. Oh. Mình được nói chung lương nay cũng nhiều lắm. Nhưng mà xui cái là mình bỏ nó chết. Cá đi nãy giờ đổ nhớt nó muốn đai luôn. Khỏe khỏe đi rồi mình đi tiếp thôi, giờ mình đóng nó lại mình đi tiếp cả nhà để cho nó sống lên.